quá đẹp các bạn ơi. Mới vừa về một chiếc nó gần như mới vậy. Sẵn vào một vòng luôn anh. Gần như mới các bạn ơi. Đó, nước sơn zin hết ha. Sơn zin hết luôn các bạn. Máy êm ru. Wow. Vỏ lốp được như mới các bạn ơi. Vỏ lốp đồ như mới luôn. Ở đây nè. Nghe vỏ mát anh. Như mới các bạn ạ. Thôi đậu vậy cũng được anh. Được anh, được anh, được chào đậu vậy cũng được. Xếp vô một chút anh, xếp vô thì cho mát. Thôi, ok. Rồi, nó mới quá các bạn ơi. Đây. Xe mới quá này. Máy êm ru ha. Wow. Các bạn thấy không? Nước sơn zin mới tinh dở nắp ghê luôn anh. Nè. Bình rin theo xe luôn các bạn nha. Bình rin theo xe còn luôn. Đây. Các bạn thấy không? Không đụng tới một tí nào là xả gió, xả giết gì ha. Nguyên zin ha. Các bạn biết cái dầu này là sao? Xịt cái dầu toàn bộ lên á cho nó khỏi có bị xét á, tại vì ở bên Nhật nó không có rửa. Nhưng mà về Việt Nam mình rửa phải xịt dầu lên không để nó xét. Con này là hai bơm nè. Hai bơm tay lái trợ lực nè. Hai bơm có tay lái trợ lực. Bơm này là bơm ben nè, lớn hơn còn bơm tay lái trợ lực nè, lấy dầu đây. Rồi à, các bạn thấy lọc gió của nó nè. Nó ghi là ngày 25 tháng 6 năm 2020 hả? À, mới hết nha bạn ha. Máy rất là êm luôn. Các bạn ha, êm ru, không có tí khói luôn. Rồi. Đây, đây là dàn mâm nè. Nước sơn zin hết luôn nha. Ốc còn 7 màu nè. Sơn zin hết. À, à, nói vậy chứ cái xe mà xe này á của bên Nhật nó làm cũng lâu lắm rồi nha. Nha, chứ không phải là mới đâu nha. Nó sản xuất cái dòng, cái đời xe này lâu lắm rồi. Chứ không phải mới đâu. Đi ra băng. Ý là đời xe nó sản xuất lâu á, nhưng mà người ta xài giống như ta ít xài á là nó còn mới vậy đó. Không, ua, để đèn luôn trời. Đó. Mọi thứ đều còn đẹp lén ken. Đó, mâm sau nè, bạn thấy không? Nước sơn zin nó nè. Nước sơn zin nó nè. Anh em nào mà nói mà sơn lại thì coi như là có nhiều anh em kỳ lắm, cứ thấy nó mới cái là kêu sơn lại vậy đó. Có nhiều chiếc xe bên Nhật về là nó còn mới, nó len ken vậy đó, không phải đâu nè. Bánh không bị nứt bị gì luôn nè. Bánh trước cũng vậy nè. Bánh zin Beriton ha, Beriton nè. Bánh trước cũng Beriton luôn nè ha. Xi nhan nè. Cái lái trợ lực nhẹ lắm, rồi giờ mình lắc một cái tiêu cái kia luôn. 1491 giờ. Quá ngon. Xe mà đạp mà có khói bay bay á, máy dầu mà đạp tất cả các loại máy dầu nào vậy, có khói bay bay là rất là những cái đó là rất ngon.
xi nhan đầy đủ nhẹ nhàng luôn. Đèn để lâu quá nó kêu chưa đã, tiếng chiếu hậu đồ đầy đủ ha. À, mọi thứ đây các bạn nhìn nè, cái vàng mã vàng này nè, cái bộ tem zin nó mà còn mới keng ha nè. À, chỉ hệ thống số đồ này nọ, tốc độ đồ này ha. Đó, mới lắm các bạn ơi, tiền zin hết luôn. Banker ha, banker banker các bạn nha. Ây da, banker engine rồi các bạn thấy không, từ cái đèn đồ này tem túng rồi nó còn đẹp hết, đồ bực bức chân lên nè à. Nó mới có mòn sơ sơ cái lớp sơn ngoài vậy thôi, chân là mình bước đắp cát rồi mà vậy. Xe này mua khỏi coi, động cơ cỡ này khỏi coi luôn. Hai bên bánh đồ không bị nứt, không bị gì hết, kể cả hai bên bánh. Đây, cái lò xo này mà còn sáng trưng ha. Bên trong nè, của cái mâm nè, trắng bóc ha, tinh khôi ha. Xe quá đẹp các bạn, xi nhan đầy đủ nè, len keng luôn. À, bánh không nứt không gì hết. Mua chiếc này về chỉ việc chạy thôi. Nè, bên trong cái lồng trong này mà nó đỏ âu, anh em nào mà nói sơn thì cứ tới đây nha. À đó, sơn chỗ nào có nhiều khi thấy mới cái lúc nào cũng nói cái này sơn lại, anh em nào sơn nói sơn cứ việc tới đây, tới đây coi xong rồi hãy khoáng. Không dậm một tí sơn luôn, zin từ A đến Z. Không có ai ngu dại gì mà một chiếc xe mà nó đẹp vậy mà xách đi sơn hết. À, không hơi nè, à, không một miếng hơi ha, hơi máy không một miếng hơi đổ ra ha. À, đây, à, không một miếng hơi nha. Đây ông hơi máy nè, hơi từ máy xuống nè. Ờ, không có tí hơi ha, an tâm rồi. Như mới, bình zin luôn, theo xe luôn. Có cái cá đèn này mà còn mới vậy, chụp đèn rất là đẹp các bạn. Ai mua được chiếc này là đáng đồng tiền bát gạo luôn, phải nói là vậy. Từ động cơ cho đến tất cả mọi thứ đều rất là mới và êm ái. Động cơ là không có đụng một chút luôn nha, không có đụng một con ốc thả gió luôn, không đụng một tí. Nếu mà đụng vô là sẽ chạy sơn liền các bạn nha, đụng vô sẽ chạy sơn ngay. Không bể không gì hết. Rồi, hai bên luôn. Ráp nắp vô đây. Mấy này bảy màu hết nè. Bô nước sơn rin luôn, hoàn toàn luôn. Không gài lại luôn. À, chạy nó rớt sao? Nó rớt được lúc nào? Vô coi, ta mở ra mới vô. À, ta ra vô coi. Có gì đâu phải mở, anh nó mới tin về mở gì nữa. D26F. Chạy vòng nữa hả? Làm vòng vô luôn em. Quá êm mà bạn ạ.
không đổ hơi không gì hết, tại nó máy quá ngon luôn. Rồi quý bạn nào mà có nhu cầu thì hãy gọi vào số điện thoại 0938 432 859 các bạn nha. Gặp Phước. Rồi, mến chào các bạn. Sáng quá, chói mắt quá. Tắt máy điện luôn. Cốt pha đầy đủ ha. Cái gì? Cầu chì đó. Cầu chì sao? Chưa đụng tới cái cầu chì nữa. Chưa đụng tới cái cầu chì nữa. Nó rin rin rịt tới nỗi chưa đụng tới cầu chì nữa. Rồi anh em nào có nhu cầu alo với anh chủ ha. Rồi mến chào các bạn.